Lữ Lăng Anh lo lắng lắm. Ở Lục Yên mà cũng không ai. Tôi mày gửi đi đồ đâu? Trên lớp đấy. Đi tao để gặp ở trên lớp rồi. Thì bảo đi lên lấy luôn. Nó tức lấy cho mày biết sao không qua tao không? Tao đi Thành ơi. Anh Thành. Ơ? Luôn tới 6 rồi. Chị ở Lục Yên à? Ừ, chị ở Lục Yên. Anh Thành ơi, anh Thành nói em gì anh Thành? Con đây là con nào? Không ạ, bọn em đang nghỉ học để đi học ạ. Đây, đi mẹ mình đấy, cho mày sẵn cái kia giúp Nguyên đấy. Vào. Anh đây. Em nhìn con mẹ vật vờ luôn đi. Mày ơi, mấy lần tỏ thái độ thế không? Anh ấy TikTok với em mà sao hai bọn anh xả lơ với nhau. Con mẹ đấy rồi. Cái gì? Chị xinh đẹp và quyến rũ quá. Mình nhớ chưa? Mày đưa ra hai thứ nhá. Mày tắm với cái áo trắng như nhau nhá. Nếu còn chưa nữa là 5 năm ấy. Rồi. Thế thì áo đây tên là hai túi. Chưa phải thôi. Chẳng hai túi mình làm mình là mình. Chị phải ở Yên chị ơi phải. Mẹ ơi 15.000 hai túi là rẻ đấy. Chứ 40.000 10 túi. Chính là chia ra bao nhiêu? Chợ 15.000 một túi. Nói giá mày. Ai bây giờ mày kinh doanh lắm đi. Tao xin mày đấy, cũng kinh doanh kinh 4.000 một túi, mày lấy bạn mày 15.000 hai túi. Mày là con người không? Ship. Ship con khỉ. Kim mày này. Dành nhà mình mua đi. Vợ mình mà trường nó kinh doanh. Ôi mày sợ khói mặt ta. Vợ mình mà trường nó kinh doanh. Quạt cái gì? 400 mới lại 400 mới. Đây là lại lo mặt ạ. Không, 500 xong mà. Trời ơi. Chỉ ở đây nửa dưa đi lấy học bạ rồi ạ. Bị đuổi học rồi. Mẹ lấy ra phải so cho bôi cho bật đậm xinh xinh. Đâu? Cái màu 10 đúng không mày? Không mày. Một cuốn hả? Mày bôi lấy ra cái màu. Mẹ không cường đâu rồi. Nó đang đuổi, nó đang gặp cái dung. Dung thèm kè. Mày nó rủ nó đi. Nó đi đâu ấy? Nguyễn đã đi đâu ấy? Dung ra Dung hay ăn gì nhỉ? Dung mít hay là gì? Mày có Dung hay ăn kẹo gì nhỉ? Dung mít. Ờ, Dung mít. Nhưng mà nó cũng ăn mít. Không... Các bạn chơi lên cơm không chị? Đi sau mày bảo thôi, không biết ăn sư cua mày. Mày đâu bị sao? Hôm nay nó bảo, mọi lần nó tặng ăn Dung mít xong rồi nó bỏ mít lại. Em tộc ED à? Gì? Tộc kinh đó. ED. Sao mày không bảo nó, em phải bảo tao. Mày ơi, ý là chơi phải đen đấy mày. Eo ơi. Cái bông quần nó đen. Tân đồng của đen. Tóc đen đi lấy học bạ rồi ạ. Con mẹ. Chị là bạn nào đấy à? Con mẹ nó bảo là con mình. Tân đồng Thái. Mấy cái người như Thái là mấy người đổi đổi cái đầu sang nhỉ? Không em tên là Tục Kinh mà. Ghi mẹ cái con mình đấy là Tân Tục Tài. Con nhà ai mà đẹp vậy? Con nhà ai mà đẹp vậy? Ai trong nhà cái con bà Đào. Nè, ký bà Đào xem một xem. Để được 9 triệu mốt. Ông mẹ thì thấy thì thấy ngọc trình mà xem. Ơ mẹ bé lớp bọn mày là được mày là bao nhiêu tiền học sinh? Ông ruột luôn ý. 100. Ông ở trong nhau luôn. Không cả, tất cả luôn mà. Tất cả ấy. Đi sinh thì em tớ thích. Cả, có nghĩa cả của nhà trường các kiểu cho ấy là bao nhiêu? Chứ. Mất học sinh giỏi 150. Ông mẹ ơi, lớp nó còn ít hơn lớp mình. Dạ. Ờ mày đi rồi mày về đây liền. Thầy đi công chứng một bạn. Tầm này người ta cũng là. Đấy nó có bao nhiêu mà. Hay em đang ở đâu? Hay em đang ở trong đi máy hả? Uống hết cả nước đi. Ok. Chồng mày nói gì vậy? Cả em màu trắng được không? Lo ơn. Nó bị duyên hết video giờ mòn. Còn mỗi mày bên tạch trắng. Mày ăn đây mày chút vậy mà
lớp vậy? Cô đừng nói tuổi. Không phải đâu. Mày ơi, hay tắt quạt đi. Mở cái kia đi. Bán hàng gì đó? Không bán hàng, không ai thuê bán hàng ạ. Không ai thuê bán hàng. Bán tình yêu. Ờ, bán tình yêu. Kìa kìa, chồng mày dí mày kìa. Hai mày à? Chồng mày dí mày. Hôm nay lấy cặp sách cho tao à? Chiều đi học thôi. Chiều mày đi học thôi. Chiều học tầm đi một tiết thôi. Xong rồi. Về chưa nhá, tí trả tiền tới nhá. Chưa đồng ý thôi, mày tao mấy cái ảnh vì thằng nhớ đi. Hả? Làm gì? Đây này cứ trời chó. Nói. Này, mẹ tao chưa cho bọn nó lên luôn. Chém bay quá. Đấy mày đang đưa ra tên nhá, mày đi không? Hai chị hát một bài à? Mày luôn đấy. Mày hát về mình chung đi. Bây giờ là mày cũng như gọi là sắp lấy được hẳn bằng rồi. Lớn rồi đi lấy chồng thôi. Bằng đi. Bằng tính chung của nó ấy. Bảo là lên đây kiếm 10 người yêu mà. Mà ở Hà Nội không. Các thứ đồ đi được không? Các thứ đồ xấu. Ơ, đây là Cao Thường mà cậu ơi. Bài gió. Bài gió kìa. Gió là bài gì? Không biết. Mày ơi, ngồi mặt vào đây. Ngồi mặt mày đấy. Mày đi ngồi. Mày là tin tưởng đi tao đi. Tại vì mày cũng không kém đâu nhớ. Mày là tao béo vậy. Này, biết tao mà phát thôi nhưng mà cái này đi rồi. Này. Không. Đi. Em ở giữa tên Uyên. Uyên. Còn mày vẫn nhìn được chút luôn á. Ờ. Cái gì đấy. Cái gì anh xấu à. Em có vào không? Yêu không mình nhìn mãi thế. Không yêu. Chị áo trắng hát hay. Nghe rồi nghe. Con nhà ai mà xinh thế? Con mẹ Quỳnh, con mẹ Đào và mẹ Quyết. Bây giờ yêu như vậy nên không biết. Yêu chưa? Yêu chưa? Tìm thấy ai thấy không nhỉ? Yêu chưa? À, chẳng yêu anh không. Chẳng yêu anh không nhỉ? Đâu? Ra đi chị kìa, mẹ Đào. Quỳ xin thế. Chúc vào đây, chị chúc vào một salon. Thằng chị chúc, hiểu chị chúc kiểu kinh thường. Hiểu anh đâu, đừng để xem. Quá lòng yêu mình. Cút tiền. Hello. Áo trắng vào giữa mày. Mày